Cũng không có địa giới, không có thủy hỏa phong không thức giới, cũng không có nhân duyên, không có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng không có các pháp từ duyên sanh ra, cũng không có vô minh, không có hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, hưu não, cũng không có bố thí, ba la, mật đa, không có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa cũng không có pháp không nội, không có pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng không có bốn niệm trụ, không có bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng không có thánh đế khổ, không có thánh đế tập diệt đạo, cũng không có bốn tịnh lự, không có bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng không có tám giải thoát, không có tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, cũng không có tất cả pháp môn đả la ni, không có tất cả pháp môn tam ma địa, cũng không có pháp môn giải thoát không, không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng không có bậc cực hỷ, không có bậc ly cấu, bậc phát quang bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng không có năm loại mắt, không có sáu phép thần thông, cũng không có 10 lực Phật, không có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xà, 18 pháp Phật bất cộng, cũng không có pháp không quên mất, không có tánh luôn luôn xả, cũng không có trí nhất thiết, không có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng không có quả dự lưu, không có quả nhất lai, bất hoàn, a la hán, quả vị độc giác, cũng không có tất cả hạnh đại Bồ Tát, không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cũng không có pháp sắc phi sắc, không có pháp hữu kiến vô kiến, hữu đối vô đối, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi, cũng không có 32 tướng đại sĩ, không có 80 vẻ đẹp phụ thuộc này thiện hiện sự không có sở hữu này tức là bản tánh không các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa an trụ trong đó thấy các hữu tình đọa vào tưởng điên đảo phương tiện thiện xảo khiến được giải thoát đó là khiến giải thoát không có ngã tưởng vẻ ngã không có hữu tình không có dòng sanh mạng khả năng sanh khởi sự dưỡng dục sự trưởng thành chủ thể luân hồi ý sanh nho đồng khả năng làm việc khả năng khiến người làm việc khả năng tạo Nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, khả năng thọ quả báo, khả năng khiến người thọ quả báo, cái biết, cái thấy, cái tưởng vẻ hữu tình cho đến cái thấy cũng khiến giải thoát, không có sắc tưởng vẻ sắc, không có thọ tưởng hành thức và tưởng vẻ thọ tưởng hành thức.